mình đang ở trên công viên chơi nha. Đây là công viên nào? Công viên ở chợ đêm Định Quán nè. Đúng rồi các bạn ơi, đi. Mẹ quá cầu nghĩ các bạn. Này cầu to nè. Cầu to, cái này là cầu hả? Này lên công viên. Ờ đi, con đi đi. Con đi đi mày quay, con đi đi. Mày quay con mà cho các bạn xem mà. Cái cầu này rất là vui lắm nha các bạn. Cái cầu rất là vui nha các bạn. Đi đừng té nha bạn ơi. Dạ. Đây là công viên ở chợ đêm Định Quán nha. Công viên 17 sao? Bao nhiêu ta hồi ra quay lại quá không nhớ luôn. Cái chợ đêm Định Quán có công viên này thôi mọi người. Mẹ mẹ chớ tù kìa. Không tù kìa chớ. Công viên được cưới. Mẹ con mà cô tiệc kìa chơi không cô được á. Đi đi qua đi vòng vòng đây cái đã đẹp nè, đi qua bển, đi qua bển đi, đi qua bển đi. Mình nó có cầu thuộc đi. Ở xe mà để đây rồi có sao không trời. Đi. Không sao, để đây đi. Đi này các bạn. Nè mà họ đi qua cầu thuộc. Để mà quay vòng coi. Hai công viên là như vậy mọi người. Cho nó đẹp cả nhà ơi. Mà sao hết nước rồi? Hả? Cái này bình thường có nước mà nó hết nước luôn rồi. Cái nước phúng phúng luôn à. Ở đây người ta chụp thấy để công viên để chụp tiệc cưới nha mọi người, mà không biết sao. Mẹ đi rồi mẹ qua đó này các bạn. Ừ. Qua đó này các bạn ơi. Trời ơi. Đi theo con này các bạn ơi. Đi theo mình. Mẹ đi theo mình mẹ qua này các bạn ơi. Ừ. Đi. Còn mày để xe bệnh có sao không có ăn không? Thôi dạ không sao. Đây nè bạn nè. Bạn đang chơi đó. Chỉ có khu này thấy tiệc cưới là ngay này nè, tổ chức là tiệc cưới bên đây nè. Mà giờ này thấy nó im ru rù đó, nó đó. Nó tối rồi. Trời này 4 giờ rồi cho nên tối nha cả nhà. Các bạn cả nhà ơi đi là cả nhà. Đi qua cuộc trò chơi này đây. Cả nhà. Mày để xe từ từ bên kia, đi xuống nè. Đi xuống con quay cầu thuộc phải không? Lên cầu thuộc thử coi bên kia có cầu kìa. Đó là phải tuột đâu. Ở thấy gì vậy? Có mẹ không mẹ? Không luôn, thấy. Ok, đi. Xe mãi đằng kia. Đi này các bạn. Đi lên chỗ này, con leo lên đó hả? Dạ. Đó bạn leo trước rồi kìa. Con lại ngay này nè, lại ngay này nè, bước qua dễ nè. Dạ. Bước qua đây nè. Đi ẩm không? Trời ơi, còn ẩm nữa. Con cầm cái đó làm chi? Mày con ngồi xuống leo qua. Mày không mắc cầu mọi người. Chơi với bạn ơi, đâu có sao đâu. Để hả, đây mày lên thử coi. Trời ơi, chỗ kỳ trời. Cái này là gì trời? Có cao lắm. Ừ. Chỗ này ngộ ha, này chụp hình được. Mẹ là hơi cao lắm. Cái này làm cái chân gì á, ba bên phía chạy xuống mọi người. Trên đây quay xuống thì đây quay vòng cho cả nhà coi. Ờ cái máy gì vậy bạn? Đây. Công viên chợ đêm nha mọi người. Mẹ anh sợ té cho ảnh sợ té rồi. Sợ đâu mà sợ. Anh chơi vậy á. Con đi xuống đi. Con nắm hai bên con xuống đi. Ừ nắm hai bên xuống. Con sợ đâu mà sợ. Chợ nhát ai sợ con sợ thì có. Đi. Thấy bạn xuống không? Bạn nắm hai bên xuống kìa. Nắm hai bên xuống. Sao mày con ngồi đi. Anh bự con chết nhát lắm trời. Ngồi vô ngồi đi. Chứ không có tuột. Cái này đâu phải tuột gì đâu. Tuột gì dơ đồ á. Cho tưởng là quà tuột. Quay con chở đi nè, chở sao té cho đi nè. Đi lẹ đi, đâu có té đâu mà mấy bạn trên kia đi bình thường mà. Ngồi xuống. Bye bye cái nhà đi. Bye cái nhà. Bye các bạn đi. Trời ơi, trời, hó lít hư cái quần.